Xin chào các bác, các chú và các anh em. Hôm nay mình chia sẻ với anh em một cái vấn đề là vì sao một số người lại muốn chơi chim nhưng mà lại không có được sở hữu được không sở hữu được một con chim nó rất là thuần và rất là gắn bó thân thiện với mình. Phần lớn là những con chim mà các bạn bẫy được ngoài thiên nhiên hoặc là chúng ta lấy được từ cái nguồn gốc là do bố mẹ nuôi trưởng thành thì trong cái trên cái tiềm thức của con chim nó đã không hiểu nó nghĩ mình là kẻ thù chứ không hoặc là mình không không thân thiện với nó bằng bố mẹ. Chính vì vậy là để mà tạo muốn tạo ra được một cái con chim hay, con chim thân thiện thì các bạn nên khi nó còn non như thế này chúng ta nên bắt ra chúng ta nuôi bộ, mặc dù là mất công một chút nhưng mà chúng ta sẽ có được chúng ta sẽ sở hữu được cái con chim như mong muốn, nó sẽ thuần và nó khi nó lớn mình có thể sờ vào thả ra hoặc là nó có thể thân thiện với mình hơn. Mình bảo gáy rồi mình huấn luyện nó trở thành đúng với cái tính chất là chơi chim, chơi thú cưng. Thế thì như con chim này thì hiện bây giờ là nó được khoảng 10 ngày nay thì là mình cũng mới bắt ra được 2 ngày, thì do nó cũng phần nào là cứng cáp một chút. Nếu mà các bạn cảm thấy nó còn non quá không thể nuôi bộ được thì các bạn để từ tầm khoảng 7 ngày. Thế còn nếu mà các bạn chưa nuôi quen thì có để 10 ngày hoặc hơn một chút. Nhưng mà càng cái lúc nó càng non thì cái tiềm thức của con chim nó càng không hình dung được là như thế nào. Nên là mình cho nó ăn, cho nó uống thì nó hiểu mình là bố mẹ. Thế như con chim này đây thì mình cứ lúc lúc vào tay thế này. Đấy, rõ ràng là các bạn thấy nó ăn, nó uống. Đấy, đấy. Thì nó, cái tư thế như này nó giống với cái miệng của con chim mẹ. Đấy. Đấy, sau này nó đói là nó cứ vươn cổ ra. Đấy, tôi có thể là đang cho nó uống nước. Nó uống nước thì uống nước cũng tốt. Thế như hai con chim này thì tôi đố các bạn biết con nào là con trống, con nào con mái. Đấy, tôi quay ra đây. Đố các bạn biết luôn. Đấy. Nhìn như thế này thì các bạn có thể thấy là nếu mà nhìn thoáng qua một chút tinh ý thì con bên trái đây là con trống, là con to, đúng không ạ? Đấy là một số người đoán như vậy. Con bên này là con nhỏ hơn, là con bên phải, là con nhỏ. Thì đấy cũng là một cái dấu hiệu gọi là để mình phân tích. Nhưng cũng có một số trường hợp là nó không phải là con to mới là con trống đâu. Đấy, cái qua cái lúc nó bé này thì màu lông cườm chưa có. Mỏ miếc dáng dấp thì chưa bay, chưa lượn được. Thế nhưng mà với cái kinh nghiệm của tôi thì tôi nhận ra ngay. Đấy, bởi vì là chắc hẳn là khi đến đây rồi một số người đã có những cái phương án trong đầu của mình là đoán con chim này là nó là chim trống hay chim mái, con nào. Thế thì các bạn cứ đoán đi, xong tí nữa tôi sẽ đưa ra cái kết quả của tôi. Thế thì vậy vị trí là đây là cái con chim mà non, bố mẹ của nó là bố mẹ nó là thổ đồng gốc, và tôi cũng có một bác ấy cũng đặt vấn đề là cũng nuôi cho bác ấy một con nó thuần, thì tôi cũng đang thực hiện và tiện thể tôi cũng chia sẻ video này cho các bạn. Thì nếu như các bạn có thể là nhà mà có các em nhỏ thì trong cái dịp rỗi rãi thì các bạn có thể là hướng dẫn cho em chăm sóc, hoặc là mình cũng cùng làm vào đấy, hoặc là như thế nào đấy để vừa là thực hiện công việc hàng ngày nhưng mà vừa là tạo ra được một con chim cưng bạn của gắn bó với mình, thì sau này mình sẽ được con chim ưng ý, kể cả cái độ thân thiện cũng như là cái tiếng hót của nó. Thế thì con chim này thì hôm trước mình cũng chia sẻ cái clip mà bắt con chim để sờ vào cái phần chỗ hậu môn, chỗ cái xương chậu đấy để phân biệt được cái con nào là con trống, con nào con mái, thì cũng có một số anh em cũng phát hiện được cái điều đấy và cũng gọi điện cảm ơn, và cũng một số anh em thì cũng qua cái hướng dẫn nên thực hiện cũng chưa được hiểu rõ lắm. Nên ngoài cái phương pháp đấy để
xác định được con nào là con trống, con nào là con mái, mà thậm chí là không phải là đôi này, đôi còn non hơn tôi còn phát hiện, kể cả đôi còn non rất non bỏ ra bò lồng ngổm ở trên cái mặt mặt giấy này tôi có thể là vẫn biết được. Thế nhưng mà cái đấy nó là một cái bí quyết mà các bạn chưa thể biết được đâu, bởi vì nếu như ai mà nuôi nhiều hoặc là ấy thì các bạn có thể biết ngay, nhưng mà những người mà mới nuôi thì xin mình không có ý gì đâu, nhưng mà cũng nói các bạn cũng phải mất thời gian để gắn bó với nó thì mới tìm được ra cái chân lý của cách phân biệt chim trống chim mái. Thực ra với tôi á thì tôi cũng như một số người có kinh nghiệm thâm liên và yêu mến cái giống chim này, thì cái mục đích của tôi là tôi cũng muốn quảng bá và nhân rộng, gây dựng thành một cái diễn đàn lớn, cũng như là tạo thành một cái như cái sân chơi của dành cho những người yêu chim cu gáy Việt Nam, để gây dựng cái thương hiệu, cái hình ảnh chim cu gáy Việt Nam trên cái diễn đàn quốc tế, cũng tốt thôi. Thế ví dụ như con này thì tôi cũng nói luôn là con này thì như thế này là con này là con trống đấy, con ở cái phần g này nó có cái vết vàng vàng này, cụ thể là về tay trỏ tôi đang chỉ vào đây là con này là con trống đấy, và đương nhiên thì con này là con mái. Thì trong trường hợp một đôi bố mẹ đẻ ra cũng có thể là trường hợp xác suất là hai con trống hoặc hai con mái, hoặc là một mái một trống là có cả, tức là tỷ lệ gọi là một trống một mái là vẫn chiếm cao hơn cả, bởi vì theo một quy luật tự nhiên là để duy trì nòi giống thì thực ra là nó sẽ là một đôi, mà nếu như trong trường hợp mà có dấu hiệu ban đầu là lúc từ lúc bé đến lúc lớn là cũng vẫn có một con nhỉnh hơn một tí là các bạn có dấu hiệu mừng đấy, như con này là con nhẹ nhỏ hơn con này to hơn một tí đấy, là như đôi này là nó dễ phát hiện. Thì có những đôi nó nhỏ như này mà không phát hiện thì làm thế nào, thì các bạn có thể là dùng cái phác đồ là sờ và phân tích cái xương chậu đấy thì các bạn có thể biết được thêm, để tăng có một số những cái khía cạnh khác để các bạn kết luận nó là con chim nào, giống được hay giống cái. Đấy, riêng mình thì mình có một cái bí quyết nữa, nhưng mà các bạn cũng thông cảm là cái bí quyết này là mình sẽ chia sẻ ở với một cái video cuối cùng. Mà cái bí quyết này thì nó nhận biết cái con chim thì nó còn dễ hơn cả cái cách xem cái xương chậu. Thế nhưng mà để cho cái diễn đàn này hay hơn và thu hút được nhiều người hơn thì mình cũng dẫn sẵn lòng nghe những cuộc điện thoại, có những người cũng cảm ơn rất chân thành, có những người thì cũng không nói cái gì cả, cứ hỏi bình thường thì mình cũng không vấn đề gì cả, thì mình cũng chia sẻ thôi. Qua cái đây thì cái vấn đề chim trống chim mái mình sẽ hứa với tất cả các bác các anh em, mình sẽ có một cái video cuối cùng của cái diễn đàn này, mình sẽ ra một cái video mà mình chỉ cho một cái cách mà nhận biết là tuyệt đối luôn, coi như là dù to dù nhỏ, dù mới lở hay là đến lúc đủ cườm đủ cánh thì các bạn cũng có thể biết đấy là con chim trống hay là con chim mái. Thế còn ở như cách đây thì nuôi cái này thì lưu ý như làm sao, ví dụ như đây là mai là tôi cũng phải thay bỏ cái vại này thành cái bới rơm hoặc là bới cọng cỏ to to như cái đầu rơm que diêm ấy. Thì thứ nhất là đặt vào đây để cho con chim chim trống nó cho con đôi chim này nó bộ vào cho cái phần móng chân và phần ngón này nó sẽ không bị liệt, bởi vì là khi chúng ta để trên mặt phẳng nhẵn là cái độ cầm nắm của cái chân con chim đây nó sẽ giảm và nó, sau này nó trở thành cái tật của con chim đúng không ạ, cái chân này đấy này. Thế, ví dụ như là chúng ta để vào cái gì nó bộ thì chúng ta có thể tránh được cái trường hợp bị tật con chim. Cái thứ hai là cách cho ăn thì chúng ta có thể là lấy cám cò chúng ta làm chã chã ra, chúng ta núm tay như này để cho nó rúc nó rỉa nó ăn đấy, sau khi ăn thì cho nó uống đúng không ạ. Thế thì còn có một số anh em thì cũng thực hiện là dùng xi lanh và dùng cái tiêu ô mềm của cái ngành y ấy. Chúng ta bơm vào xi lanh và chúng ta đưa nó vào miệng và chúng ta bơm nó vào, thế nhưng mà cũng không nên làm cái phương án đấy, trong khi đó mình tính đến cái phương án là mình thực hiện múm tay chúm như kiểu như này đấy đấy, các bạn thấy không, nó lúc lúc đấy nó lúc lúc này đấy đúng không ạ.
nó lúc lúc vào đầu này. Đấy. Đấy. Thế thì nó sẽ tự nó sau này nó ăn quen thì một vài hôm nữa là nó sẽ biết, là thậm chí nó còn rỉa luôn. Thế chính vì thế là sau này nó đến bữa là mình đến là nó sẽ theo mình. Nó định nghĩa mình như là bố, như là mẹ của nó, thì đương nhiên là sau này nó sẽ thân thiện với mình. Thế thì sau này các bạn học muốn nó biết chỗ nhanh thì các bạn có thể trên, ví dụ như trên cái mặt phẳng này chúng ta đứng để cho nó bậu đây. Cho nó bậu đây ạ. Đấy, cho nó bậu đây. Đứng đây. Thế thì nếu mà chúng ta muốn nó chỗ, chúng ta để cám ướt chã chã đây. Thế một vài ấy thì chúng ta sẽ, nó sẽ buồn buồn miệng, nó đói, nó sẽ theo tay nó rỉa rỉa và nó ăn những cái mềm. Thế sau đó là nó cứng. Nó cứng thì nó buồn thì nó sẽ chỗ một vài cái viên cứng, là dần dần nó quen, nó sẽ chỗ. Muốn nó biết chỗ nhanh chúng ta cứ để nó cứng cứng, là nó đói, là nó buồn buồn thì nó sẽ rỉa, nó sẽ biết chỗ nhanh thôi. Thì trên đây là cái video chia sẻ của mình, thì hy vọng là các bạn thấy bổ ích thì hãy thực hiện bằng hành động thiết thực, là kích like hoặc là đăng ký kênh của mình. Mình sẽ nói một nhấn nhấn mạnh một nữa là hứa mình sẽ chia sẻ về cái cách nhận biết chim trống ở video cuối cùng của cái diễn đàn này. Thế thì một lần nữa thay mặt những người chương trình thì mình cũng xin được cảm ơn sự quan tâm của quý độc giả. Chúc các bác, các chú, các anh có một sức khỏe dồi dào, có một ngày làm việc tốt và có được những chú chim yêu mến của mình theo cái phong cách nuôi bộ đúng như ý nghĩa của video này. Xin thân ái và hẹn gặp lại.